Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cái chết bí ẩn của cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh uẩn khúc gì đây. Vào ngày 20 tháng 11, báo chí đưa tin ông Hứa Ngọc Thuận, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã qua đời vì tai nạn. Nghĩa là ông Thuận chết đang trong lúc khỏe mạnh, chết tai nạn chứ không phải bị đột quỵ. Được biết ông Hứa Ngọc Thuận, 67 tuổi, từng là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2009-2016, thời mà ông Lê Hoàng Quân làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân cái chết của ông là do té ngã tại nhà riêng ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh nhưng đã qua đời, hưởng thọ 67 tuổi. Đây là hình ảnh thông tin về cái chết của ông Hứa Ngọc Thuận. Ông Hứa Ngọc Thuận làm phó trong Lê Hoàng Quân từ năm 2009, tuy nhiên ông Thuận không bị dính vào vòng lao lý vì phải gánh tội cho ông Lê Hoàng Quân như Nguyễn Hữu Tín. Ông Nguyễn Thành Tài bởi vì lĩnh vực mà ông Thuận phụ trách là giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao, xuất bản, báo chí, y tế, quản lý dược, lao động và thương binh xã hội. Trước khi làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Hứa Ngọc Thuận là ủy viên ban thường vụ thành ủy, trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Sài Gòn. Vào năm 2020, liên quan đến tiêu cực chậm đấu thầu thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh khiến 80 tỷ đồng bị kẹt. Ông Hứa Ngọc Thuận lúc đó đã về hưu, ông nói rằng ông đã có giải trình với kết luận của thanh tra chính phủ về việc hai lần cho phép các cơ sở y tế mua thuốc, sắm thuốc trực tiếp trong khi chờ đấu thầu tập trung vào năm 2012-2013. Điều đặc biệt là ông nói rằng tôi không quen biết doanh nghiệp nào để ưu ái cho ai. Đây là hình ảnh sai phạm của ông Hứa Ngọc Thuận thời ông làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cái chết của ông Thuận làm cho xã hội nghi ngờ. Đây lại là một cái chết rất khó hiểu. Điều đang nói là báo chí chỉ nói là tai nạn tại nhà mà không đề cập đến chi tiết tai nạn cụ thể ra sao. Nói chung, ở nhà mà bị tai nạn dẫn đến thiệt mạng là xưa nay rất hiếm. Đặc biệt là khu đô thị Phú Mỹ Hưng là khu cao cấp, môi trường sống an toàn. Trong lúc vụ án Vạn Thịnh Phát đang bị điều tra, đã có nhiều cái chết liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Chính vì thế, một cái chết đột ngột và lý do mơ hồ rất khó chấp nhận đã làm cho các thuyết âm mưu lan truyền khắp nơi. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chưa có bằng chứng nào cho thấy ông Hứa Ngọc Thuận chết có liên quan đến đại án mà ông xã hội đang quan tâm. Ông Thuận đã từng bị cho là tắc trách trong công tác quản lý ngành y tế vì để 80 tỷ bị kẹt và thuốc không đến được với bệnh nhân. Tiêu cực này so với những tiêu cực quan chức khác thì không thấm vào đâu. Ông Hứa Ngọc Thuận từng là trưởng ban quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị Nam Sài Gòn, khu dân cư dọc theo trục đường Nguyễn Văn Linh với chiều dài khoảng chừng 22 km, trong đó bao gồm cả khu Phú Mỹ Hưng, nơi ông ở. So với khu Thủ Thiêm thì khu Nam Sài Gòn ít có điều tiếng hơn và hiện nay chưa có vụ án nào nhằm tới sai phạm của khu vực dân cư này. Đây là hình ảnh có lẽ ông Hứa Ngọc Thuận cũng bị tai nạn như ông Lê Hòa Bình. Hồi cuối tháng 3, ông Lê Hòa Bình, 52 tuổi, phó chủ tịch thường trực của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng qua đời vì tai nạn xe ô tô khi ông đang đi đến Bến Tre dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2. Xe chở ông Bình bị tai nạn ở cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua huyện Bến Lức, Long An. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ô tô bị nổ lốp, tông vào giải phân cách, ông Bình sau đó chết tại bệnh viện Chợ Rẫy. Có lẽ cái chết của ông Thuận cũng tương tự như cái chết của ông Bình là tai nạn thật. Bởi vị trí mà ông Thuận phụ trách thời còn làm phó cho ông Lê Hoàng Quân, không dính đến đất đai. Mà hầu hết những đại án lớn, những sai phạm lớn của các quan chức là dính đến đất và nhà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với các bản tin cái chết bí ẩn của cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh uẩn khúc gì đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bật mí bí mật động trời, Tô Lâm dung túng cho đường dây lừa đảo khủng phải không?
Vào năm 2018, cơ quan điều tra đã khởi tố 70 bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng Internet với quy mô hàng ngàn tỷ đồng. Trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa, thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao C50 của Bộ Công an là người nằm trong tổ chức này. Trước khi về sân C50, ông Hóa đã công tác tại Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an. Từ cuối năm 2017, ông Hóa bị đình chỉ công tác để kiểm điểm sai phạm có liên quan. Sau đó, ông Hóa xin nhập viện để chữa bệnh. Thời điểm bị bắt, ông Hóa đang nằm điều trị tại Bệnh viện 198 tại Hà Nội. Ông Hóa sinh năm 1958 tại Bình Định, sống tại tập thể quận ủy Đống Đa, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Ông Hóa từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao C50 của Bộ Công an với cấp bậc là thiếu tướng. Đây là hình ảnh tướng công an bảo kê đánh bạc online hàng ngàn tỷ, nay đã xưa rồi. Điều đáng nói là công an tỉnh Phú Thọ thụ lý vụ án mà không phải là Bộ Công an. Đây là vụ án mà người ta cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đã thanh lọc Bộ Công an, vì chính những quan chức cấp cao của bộ này đã bảo kê cho tệ nạn cờ bạc. Đây là vụ án rất lớn, tuy nhiên, theo một vị từ cục ngoại tuyến A07 của Bộ Công an cho biết, đường dây bảo kê đánh bạc của Nguyễn Thanh Hóa và Phan Xảo Nam tổ chức chỉ là con cá con. Cá gộc vẫn đang nằm ở Bộ Công an và nó đang được bảo kê nhiều lớp vững chắc. Nguy hiểm hơn, đó là mô hình lừa đảo đa cấp đã từng hoạt động từ khi ông Tô Lâm lên làm Bộ trưởng Bộ Công an. Vào năm 2016, mô hình lừa đảo chiếm đoạt tài sản đa cấp Ponzi đã chống lưng nở rộ tại Trung Quốc. Nhận thấy đây là mô hình siêu lợi nhuận có thể kiếm về hàng tỷ đô la, thì một số đối tượng tại Việt Nam đã bắt chước mô hình này đem về Việt Nam để lừa đảo. Sau khi móc nối được với một số quan chức đầu ngành công an để chung chi với Lê Ngọc Tuấn với nickname là Tuấn Scam, đã mở ra dự án iFan. Dự án này đã lừa được tới 30.000 người dân với số tiền chiếm đoạt lên tới 15.000 tỷ đồng, một con số vô cùng lớn. Đây là hình ảnh dự án lừa đảo bằng đồng tiền ảo được cho là có bảo kê của Bộ Công an. Vào năm 2016, mô hình đánh bạc online được xem là lạc hậu và dễ bị phát hiện, nên nhóm Lê Ngọc Tuấn đã nhảy vào lĩnh vực hot nhất thời đó là đầu tư tiền ảo. Ngay vào năm 2016, nhóm này đã thành lập các chiêu lùa gà để sẵn sàng cho trò chơi lừa đảo trên quy mô rất lớn. Nhóm này lôi kéo hứa hẹn người dân đầu tư vào đồng tiền ảo iFan và hứa hẹn lãi suất cao, chúng trả hoa hồng tới 8% cho những người lôi kéo được người sau tham gia, hoa hồng lên đến 7 cấp bậc và lãi suất hứa hẹn lên đến 48% mỗi tháng. Sau khi kêu gọi thu hút được một lượng lớn tiền thì bọn chúng đánh sập trang web và bỏ trốn. Cùng một kịch bản như trên bên Trung Quốc thì trước lúc sập sẽ được đài truyền hình quốc gia cảnh báo và sau đó sẽ có rất nhiều đơn thư tố cáo, nhưng những đơn này sẽ bị dập, không được giải quyết vì chúng đã liên kết chung chi từ lâu rồi. Vào năm 2017, lúc đó ông Vương Đình Huệ chính là Phó Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ban ngành cùng vào để phá đường dây này. Nhưng vì một lý do nào đó mà vụ án vẫn dậm chân tại chỗ cho đến nay. Có thể là vì vướng đến những ông lớn nào đó đứng vào phía sau đường dây lừa đảo khủng này. Đây là hình ảnh chuyên gia lùa gà Lê Ngọc Tuấn. Suốt từ năm 2018, các báo chí đã lên tiếng về một tổ chức lùa gà mua tiền ảo iFan với người tạo thành nhóm lừa đảo Lion Group có nickname là IKP và Lê Ngọc Tuấn là người đã lùa gà vào chuồng. Điều đáng nói là báo chí vẫn không dám nói tên kẻ lãnh đạo của Lion Group, IKP, và rõ ràng mà chỉ nói tên viết tắt của người này là HNP, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1985, địa chỉ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Theo như thông tin mà chúng tôi có được, thì HNP chính là Hồ Ngọc Phương. Báo chí biết tên nhưng không dám nói, ông Vương Đình Huệ cũng lên tiếng rồi lại im. Vậy ai đã đứng đằng sau nhóm này mà quyền lực của nó làm ai cũng phải sợ? Cũng có thông tin từ A07 cho biết chính là Bộ Công an đang là thế lực bảo kê và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có phần trách nhiệm trong vấn đề này. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de với bản tin Bật mí bí mật động trời, Tô Lâm dung túng cho đường dây lừa đảo khủng phải không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ
và cập nhật liên tục các thông tin mới từ Thời báo.de. Trung Khoa từ Berlin.